Hello, xin mến chào tất cả bà con, cô chú, anh chị. Thì hôm nay mình đang có mặt ở nhà của anh Tùng và chị Đen. Gia đình trẻ tuổi nhất, sanh nhiều nhất ở An Giang. Năm trai và năm gái. Bây giờ mình vô nhà thăm gia đình nha cả nhà. Hôm nay mình đi ra chào chú Hảo. Ôi, chào gia đình, đâu hết rồi? Hả? Nó đi bán ốc nữa hả? Ba đứa rồi. Trời ơi. Bé nó ăn đầy tháng chưa chị? Rồi. Hả? Rồi. Rồi hả? Mấy bữa rồi? Còn 5 bữa nữa. 5 bữa nữa 2 tháng ha. Rồi bé Thi đâu rồi? Đi bán ốc với em nữa rồi, với Đạt. Trời ơi, con cái mấy cái quần gì cái tái trời. Cho nó bắn ra khỏi ướt quần. Đừng, bé, em, đừng có lại chọc em, để im cho em nghe không. Ai rút chữa cho em bé uống. Vậy lại nhà còn mấy đứa rồi, chị Đen? Còn cái, đi hết 3 đứa, còn 7 đứa. Còn 7 đứa ở nhà. Con làm giờ chuẩn bị đi học cái vậy? Có mấy em dài đi học, gần tới giờ đi học. Rồi coi ở trong nhà coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 đứa. 7 đứa gì là 3 đứa. 3 đứa đi bán ốc rồi hả? Đi bán ốc hết rồi. Anh Tùng đâu rồi? Ở dưới sàn. Anh Tùng ngủ vậy anh Tùng? Anh Tùng. Rồi anh Tùng ngủ rồi. Sáng giờ bắt ốc mệt hay về ngủ rồi? Ông thì mò ốc á. Lên nè. Sáng giờ mò ốc được nhiều không anh Tùng? Mới mò ngày hôm qua bán ở nay được 20 kg rồi. Mới bán rồi mua đồ nè. Cái mấy em dạy như vậy mà có mua thịt không? Đâu có tiền đâu mua thịt ăn đâu. Ở trong này là cái gì đâu, lấy cho chú coi coi. Dở lên coi. Cái này là cá. Cái chiên đó. Cái này là gì, cá hay là gì ạ? Cá chiên mà. Cá chiên đó. Vậy đó hả? Chú Hảo. Ê. Hello. Hello, chú ơi. Mình đang có mặt ở gia đình 10 đứa con nha, 3 đứa đi chơi rồi, còn nhà 7 đứa. Muốn làm. Không có công việc gì làm sao mà đi bắt ốc trời. Không. Vậy anh Tùng coi. Không đi kiếm gì làm thì đi bắt ốc anh Tùng. Quấn không ha? Quấn này 1 ký nhiêu anh Tùng? 1 ký 10 ngàn. Báo 3 ký 10 ngàn. 1 ký 10 ngàn hả? Rồi vậy là anh đi bắt rồi cho mấy đứa nhỏ đi bán hả? Bắt mấy đứa nhỏ bán. Đó đó hả? Mấy đứa nhỏ mình hôm nay giật rồi. Giật mới vú bò lên thôi. À. Vậy ngày bắt được trên 10 ký không? Được. Ký 10 ngàn. Vậy là trên 10 ký 100 mấy rồi? Trên 10 ký. Bắt lại đâu đó. Được bao nào đâu? Hồi nãy hả? À. Bắt đầy bao luôn hả? Đúng người ta. Tổng cộng mấy đứa đi bắt? Đó, 4 đứa với em anh. Vậy là 4 đứa với anh nữa là 5 người hả? 5 người. Nè, lôi nhoi lóc nhóc rồi. Bé đó bé quỳ đó. Gì mà đồ tùm lum chân à? Đây là mấy cái đồ này là chắc của mấy đứa nhỏ không đó hay là đồ của anh? Đồ lớn lớn không à? Có anh nữa đó. Còn thau rất đó đó. À. Cái thau này khoảng 20 kg không? Chắc đâu tới hả? Chừng 7-8 kg à. 7-8 kg hả? 7 kg nó nhiều đó. 7 kg à. Không biết 7 kg không? Nó nhẹ tè, anh thấy nó gì chứ nó nhẹ tè. Có lựa không? Anh lựa coi rồi hết rồi đó. Lóc bự bên không à, bên mạnh không à. Nghe nè cả nhà. Ốc
Cái này là anh lựa rồi đó hả? Vậy là còn bự nữa không? Nó lớn gì rồi đó. Nó thả hơi lớn là hết đát rồi nè. Ừ. Không có lớn gì rồi. Hình như là mấy con bự là nó có con đúng không? Không. Mùa con bự nó có con chứ? Mùa nước này nó không có con. Cái gì đó? Anh tại anh có luộc cho mấy nhỏ nó ăn rồi sáng nó kìa. Vậy mấy bữa nay chắc ăn ốc không hả? Mới luộc ngày nay nó đòi ăn rồi, mà anh đi tối hôm qua rồi ăn, anh đâu có cho nó ăn đâu. Trời, con nít nó không có tiêu quá. Ừ. Giờ nó không có cho nó ăn, rồi sáng này xỉ nó luộc. Luộc đưa ăn hết rồi kìa. Không biết còn hết đâu, không biết nữa. Anh đi ra trước, anh bưng cái bao gạo vô giùm em. Rồi đây là bao gạo của... Bưng hết nổi gì trời. Đi hôm nay đi loại đi xịt mà không có cá nó muốn cúng giò. Tối đi xịt đó hả? Ừ, có bán được có mấy con à. Ừ. Được có mấy con, còn mấy con ở nhà mấy nhỏ nó khó ăn hay gì đó. Mới đầy tháng rồi, còn mấy bữa nữa là 2 tháng đấy ha. Buông ra cho lên. Sao cái cửa không sửa trời. Sửa nó leo nó đạp nó nhảy rồi à. Rồi mấy đứa này đứa nào chuẩn bị đi học? Này, anh này sao mà đen dữ vậy? Để gì vậy? Kẹt giò đây nè. Thôi đánh. Rồi, hiện tại là bây giờ là đứa nào đi băng ăn sạn đi về hết rồi. Đạt. Bùng qua tiên à. Đạt Nguyên gái hả? Ba đứa con gái đi đi bán ốc quá trời. Nguyên. Mới mua nồi cơm đấy hả? Ừ. Cái nồi đó đủ 10 người không? Đủ. Cái nồi đó nó hơi lớn hơn cái nồi nhỏ hơn là mình. Nấu 2-3 nồi. Chị ăn cơm gì à? Thấy không có thịt kho gì chứ hả? Gạo từ đẻ tới giờ luôn á. Cái này là ăn đột lan hay gì? Đột lan mới hay bữa nay gặm. Bữa nay gặm ăn chay hay gì? Có đâu. Từ đẻ tới giờ luôn. Không mấy ăn cơm không gì nè. Sao mình không ăn kho thịt kho tiêu rồi đó? Ăn không được. Sao kìa? Dìm nồi cháo trắng ăn không gì chứ không có miếng muối miếng gì chứ. Ăn không gì nè, đó ăn cơm không gì nè, giờ đưa ca nước. Tức là mình ăn đừng cho có sữa cho bé nó bú hay vậy? Mà mỡ này ăn không được rồi, lấy gì ăn, nó uống xi ngang rồi ăn vô ói chân. Vậy hả? Thường thường mấy người sau khi mà sanh á là người ta ăn bồi bổ được mà đúng không? Ăn được cho nên mà ăn không được. À. Cái phần á nó bây giờ ăn được á mà tiền đâu ăn. Cũng có tiền đâu bồ bổ. Thiếu máu nữa đẻ rồi thiếu máu gì giờ yếu nhiều rồi. Có vợ nữa hôn ấy rồi. Không có tiền ăn hả? Thiếu yếu nhiều rồi. Không có tiền ăn hay gì? Không có tiền ăn. Không có tiền ăn thì kêu anh Tùng đi làm đi rồi. Anh ở nhà rồi, anh mò ốc được nhiều tiền đâu trời. Ổng thì kiếm sở hoài mà không có sở mặn thì. Không có sở nữa hả? Mới đi hỏi người ta mà không có sở mặn nữa. Ừ. Đi vô hỏi người ta rồi đi hồ hồ á mà cũng không có nữa, ta nói đủ người rồi. Này lại cho bao gạo nè của cô nước ngoài, cổ không có nói tên ha, thì lâu lâu mua gạo cho mấy đứa nhỏ ăn vậy đó. Nhà mình còn gạo không? Hết gần hết rồi. Đâu vừa hết luôn ha, hay ha, vừa hết cái là có gạo tới liền ha. Bé nó dễ không chị? Dễ. Rồi nó nói tên gì em coi này? Sang. Sang hả? Phạm Văn Sang. Phạm Văn Sang. Trời ơi, nhịp giò kìa. Cái nhịp giò kìa. Đây coi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đứa. 7 đứa, còn 7 đứa ở nhà. Lát con đi học. Rồi ba đứa nó bán ốc ở đâu? Không biết nữa, nó đi bưng đi bán vậy. Bưng ngoài đường vậy đó hả? Ai mua thì mua hả? Mua
ai kêu vừa ai mua còn kêu hả? Trời ơi. Cô la ăn rồi. Làm gì sĩ tính đốt nhà vậy sĩ? Hả? Thế lê lê quẹt bạc bạc tính đốt nhà vậy? Con nhỏ nè. Rất là khó quay nghe cả nhà. Không phải dễ quay đâu. Có đứa này khóc, tới đứa kia la. Hết đứa kia la, tới đứa này khóc. Đứa con này cười giỡn, trời ơi. Tới lại cặp em nữa. Gia đình của anh Tùng với chị Đen cũng quen. Nè, đứng cho nè. Thôi đừng chọc nó ngồi khóc. Rồi vô đó, đời bú á. Tới giờ đi học rồi đó đi. Rồi nó bán gì là hôm qua gì được nhiều, qua đứa bán được nhiêu? Bữa rồi bán được 100, mới kêu được 70. À. Vậy là được 100 ngàn. 100 ngàn đủ gia đình 12 người thì được rồi. Chắc vô mấy cái gá 5 chai rồi. Rồi mua hộp sữa cho nhỏ. Dạ. Hết mẹ. Tùng dẫn qua đây dụ dụ nó coi khóc rồi hả? Thôi đau em. Hồi nãy em mua cái bao gạo nè là 770. Gạo tắm á. Nè còn dư nè. Để cho chị giữ đi. Còn 230 của cô nước ngoài á. 230. Cảm ơn cô nước ngoài đi chị. Cảm ơn cô nước ngoài á, giúp đỡ cho con có bao gạo con ăn. Cảm ơn cô nhiều. Thì lâu lâu vậy đó cô gửi cho một cái bao gạo với chút đỉnh tiền cho mấy đứa nhỏ nó ăn bánh. Cái này mới có ăn rau. Không ăn miếng thịt luôn hả gì? Không có miếng thịt, không miếng cá mà không có miếng muối luôn. Dạ, ăn gì đó hả? Ăn cơm không gì hả? Ăn vô nó ói hả gì? Ngày luôn. Ăn thịt cho nó ói hả gì? Chứ miếng dài ăn cháo không kìa, cái nồi cháo bọn bỏ ra nó nước sôi cua. Gì đó hả? Ăn ăn gì đi nè, chi ra nè. Tính đẻ nữa không? Hơi đẻ rồi. Đẻ hoài không có đi mặn đi bọng gì được hết. Gì hả? Ở trên mạng tới 13 người đó chị. 14 người nữa. 14 người hả? Mới đi vô người trước đi, mới vừa đi qua là người ta đi về á. Tại mà muốn quá đỡ đẻ phải nói nè, mày muốn tranh đua với nhỏ kia vậy nó đâu có tranh đua được đâu. Ở đâu? Khổ không chết. Bả nói mới vừa đẻ bên châu đất á. À vậy đó. Bả nói là con nhỏ đó mới đẻ 14 đứa mà mới nhỏ tuổi hơn con nữa. Mà 14 đứa. Mới vừa về con đi qua đó. Vậy đó hả? Nói rồi. Cho đụng mặt cho biết. Rồi phải biết gì em biết em xin số điện thoại rồi. Biết gì em xin số điện thoại coi ở đâu. Em lại quay luôn rồi. Mà không thấy mặt rồi đó biết làm sao xin. Ôi con đó con bảy đứa con. Nồng tấm ngàn nữa chứ. Ừ. Bảy đứa ảnh là 10 trừ 3 bằng 7. Anh 4 thằng trai 3 đứa con gái. 10 trừ 7 bằng 3. Ừ. Trời ơi ngồi im đi con ơi. Vậy là khi mà bé nó lớn nữa rồi sau này mình có tính làm gì không? Hay là ở nhà mình giữ chứ mấy đứa em thấy nó nhỏ không mà mình đâu đi làm gì được hả chị? Tính là đi bán số bán chứ ở nhà chăn gì tiền đâu ăn. Cái này mà đi bán số mà ra mà đường dẫn 10 đứa đi ha, nguyên một bầy luôn trời ơi. Chắc là mua dữ à. Thôi không có dẫn đứa nào gì hết trơn. Mình nên đi bán. Vậy đó hả? Chứ không có dẫn đứa nào hết. Dẫn gì nắng thôi. Nắng nôi mà còn ta không biết á, người ta chửi mình nữa. Nó đem con đi theo á, thấy tội nghiệp. Không có gì, tại không nhặt không có người giữ, mình mới ẩm đi thôi. Ừ, vậy mà cái quần vô ra. Giữ rồi, để nhà cho nó giữ. Đi bán mình nên chỉ cho khỏe, chứ mà để ẩm đi theo, ở nào dẫn đi theo xe cộ không. Ừ. Rồi nè, đây là nguyên một cái chiến trường đồ này của anh Tùng, chị Đen với mấy đứa nhỏ nè. Trời, gì mà nhựa hoài á báo nhẽo
ba đứa kia đi bán ốc rồi, còn 7 đứa. 7 đứa nhà. Cứ chọc em hoài để cho em nằm chơi. Cắt con pin dài quá. Cái lộn heo với con pin. Ở đây cắt nước ba nha. Uống nước lọc hả? Uống nước chín. Nước lọc chín rồi đó. Ừ. Nước lọc mình lấy là nấu á. Hình như là cử tới 6 tháng phải không ta? Hả? Phải 6 tháng không? Cử 6 tháng không? Cử tới 8 tháng. Bên đi ra. À. Dạ con. Con. Trời ơi, đang quay mà nó lại nó thọt vô để vô ngay camera không à. 8 tháng á. 8 tháng mình mới dám ăn không ăn được vậy nữa. Không ăn cái gai cái gì. Chỉ là mình ăn cái gì được không? Không ăn cái gì. Thấy đó, bằng cái món đó. Nè nó quen coi. Trời ơi, em đừng thấy em chạy nó. Chuột đi ra mày chuột nha, tao không biết. Cái gì mà nhây hoài vậy? Trời ơi, em thiệt chứ em quay chút xíu à, hồi em còn mệt đó. Hai vợ chồng anh Tùng với chị Đen không thấy mệt chân trời. Mua cà phê xuống cho chú đi. Ngồi xuống. À, mình có mua một cái bao gạo nè. Thì 770 với hai còn dư là 230, em gửi cho anh Tùng chị Đen luôn. Thì cái đó là của số quà đó là của cô nước ngoài. À, gửi tặng cho gia đình, cho mấy đứa nhỏ nó ăn uống. Sao chị thấy khỏe không? Thấy khỏe trong người không? Tại thiếu máu. Thiếu máu hả? À. Ngày thấy ốm à? Ốm lại. Chứ ăn uống gì đâu như người ta đâu không ốm. À. Chứ ngủ nghề không được. Không? Thấy con nó mặn vậy nè, cũng bò ra mặn tiếp con. Vậy đấy hả? Mấy đứa nhỏ hả? Mặn cá rồi con bán không biết mặn rồi. Nó đi bò, nó đi bán ốc nó đi lên đi xuống hả? Không biết nữa. Vậy hả? Mấy giờ đi vậy? 10 giờ lúc 10 giờ đi á. 10 giờ con 10 sáng Nguyên hả? Nó, con Nguyên nó đi học về là nó đi bán đó. Ừ. Để tới giấc này 11 giờ mấy rồi, gần 12 giờ mà chưa về. Ừ. Con. Tỉnh tỉnh. Mới đồ mũ. Đi mót ba trời, ờ, mót nó ngủ nữa hả? Trời ơi. Trời, nó cũng gái, nó cũng tự biết lo bản thân, biết kiếm tiền thì cũng được. Vì nó đi học nó mấy đưa mẹ đó. Hỏi tiền đâu mà có, tới trăm mấy vậy, nói tiền còn mót bán được, mẹ hỏi con á, người của đó con không có. Thì tới con mót nhiều cũng đem ra. Ừ. Con đi học gì à? Con đi học gì mà ba mẹ cho con được nhiêu tiền? 10 ngàn hả? Sáng chiều luôn hả? Sáng chiều luôn. Cái gì? Gì không nghe? Nhầm khi mẹ cho con 10, còn nhầm khi mẹ con không số lắm. Tại không tiền. Đúng không? Khi ăn cơm nguội phải không? Đúng không? Tại không tiền. Không tại không tiền. Cái nào có tiền thì cho, không có thì lấy gì cho. Có nhìn, nhìn đúng không? Cái gì mà khóc rồi nhìn thôi. Nào có tiền gì. Bồng nó lên đi, bồng lên đi xíu đi, em quay chút xíu nữa. Em nhõng nhẽo. To đi. Trời ơi trời. Nhớ này thì xíu rồi. Đó đi luôn, đó là khóc đây. Còn bé này nè, tên Sang nè. Đó. Đó, bé Sang đó. Quá trời mệt rồi ông nội ơi. Ý là có 7 đứa đó. 7 đứa nhà đó, còn 3 đứa kia nó chưa tính nữa đó. Rồi thôi, hôm nay đến thăm gia đình gửi cho bao gạo ăn. Đó, thôi gia đình cố gắng nha, cố gắng làm ăn. Rồi, không có gì. Kéo cái quần lên. Kéo che cái quần lại. Mà nhơi hoài vậy trời. Hả Bảo? Đội cái gì? Con đội gì? Nè, ở đây anh Bin nè. Nè, đây nữa nè. Ủa đi đâu ạ? À? Với cái mười đứa tôi không biết đứa nào là đứa nào luôn. Quá trời. Còn đây là thao ốc nè. Đấy con này. Ủa nó khô chết queo luôn hả vậy? Chết luôn rồi. Không hết. Hết chất khô luôn rồi. Ừ. Bắt con khỉ nó bắt bỏ sáng đây nè. Ủa anh có đi bắt hết nữa hả? Đi xe hôm nay, xe hôm nay anh bắt nè.
con ớt. Chắc thằng sĩ nó bắt đi. Chết rồi. À, được bỏ luôn đi. Rồi nó bán về xong rồi bắt đầu là chịu đi bán này tiếp tục cái gì? Anh Tùng. Đi học về nó rộng đây nè. Rồi mai bán tiếp cái gì? Rồi chiều lại nó học có bán bà mấy về rồi. Ừ. Rồi cái nó đi bán. Ừ. Bán nữa, bán chiều. Cái chiều như tôi bán người ta rộng. Khi người ta mua ăn thì người ta mua thả nữa. Ừ. Như mấy ngày này tôi mua tao thả. Rồi mấy người ta thấy ấp bự quá tôi để rộng ra tôi người ta ăn. Ừ. Rồi, rồi chào gia đình nha, chào anh nha. Rồi cảm ơn luôn nha. Thôi đi chị Đen ơi. Đây là căn nhà của gia đình mười đứa con rồi nha. Nhưng mà bữa nay ba đứa kia đi bán ốc rồi. Với bữa nay thứ hai nữa mình không có tụ tập hợp lại mấy mười đứa cho bà con xem được. Rồi xin chào tất cả mọi người.